Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối với Tàu Vua. Vô hạn dành cho cổ động viên bên phía Yên Lăng. Nhẹ tuy nhiên rất khó, bóng đi vào góc xa. Quang bánh đẻ. Một pha bẻ lái coi. Không được, vẫn còn chân trái, sút xa không vào. Đó là sự xuất sắc của thủ thành Chu Tuấn. Chắc chắn rằng Yên Lãng sẽ chơi tăng tốc và chơi tấn công ở những phút tiếp theo. Và đây là được phản công, thời cơ đây rồi, coi cũng không có quá nhiều sự lựa chọn cho Dũng Hoàng Đột khi mà anh không có sự hỗ trợ từ phía đồng đội của mình. Trận đấu này liệu rằng có tái hiện lại trận đấu giữa MU và Liverpool đêm qua hay không? Hy vọng nó sẽ là như vậy. Không phải là một cú lao chân luôn. Vẫn còn cơ. Nếu như cầu gôn cao thêm 15 mét nữa thì mới có bàn thắng. Cú đá hơi thiếu chính xác của Xuân Dũng. Hơn là một đường truyền nhả bóng về tuyến này. Rất nguy hiểm, quá đầu tìm. Vừa rồi thì thủ thành Chu Tuấn và những người đồng đội của mình cũng đã vừa đóng Harry Maguire và Onana. Đang là Xuân Dũng đường chuyền, coi cú đá từ xa quá nhẹ và không chính xác. Bước một tốt, một tình huống cướp bóng chuẩn xác, không được. Đường chuyền cuối cùng là hơi mạnh dành cho cầu thủ đeo áo số 19. Vẫn còn, đây rồi, thay cơ. Giá như cầu gôn của sân bóng Bến Bà cao thêm 5 mét nữa. Một đá thiếu chính xác. Cần phải có sự chậm hơn một chút nữa thôi, tinh tế hơn một chút nữa. Thì trước mặt là đang quá đẹp rồi. Coi, sai lầm của thủ thành Vũ Hồng. Trên sân lúc này đang có 2 Onana. Tú Neymar không vào. Để cho Tú Neymar có một khoảng trống thì đó là sai lầm của mọi người bên phía chủ nhà. Bóng đá là nơi mang lại chúng ta những niềm đam mê, những cảm xúc bất ngờ. Đánh đầu, coi không vào. Khó tin không hề. Trọng tài không hề cắt còi mà chỉ là một tình huống đá phạt. Cái biệt 2 bàn nó khác hoàn toàn so với cái biệt 1 bàn. 1-0 là tỷ số rất mong manh và có thể san bằng bất kỳ lúc nào. Tốt. Bây giờ đây thì họ đang dẫn trước đối thủ với tỷ số là 1-0. Ở trong trận tranh 3-4 này, Vua Lê không vào. Một tình huống bắt Vua Lê bóng sống không thành công của cầu thủ đeo áo số 19 Văn Thắng bên phía vòng 12. Không vào, rất nguy hiểm. Và thay người trọng tài. Hết tình huống bóng này sẽ thay người. Hai cầu thủ. Trong hiệp 2 thì Vọng Nguyệt đang bỏ lỡ đi vô vàn như cô ấy. Đánh đâu, không vào. Ando thủ thành bên phía Yên Lăng, Vũ Hồng. Phạt xa phải nói là nhanh như điện, ở cự ly rất gần. Tuy nhiên anh Tập lại không thể hạ gục được Vũ Hồng. Một cơ ly coi đưa bóng vào, tỷ số là 1-0.
Như chúng tôi đã từng nói rồi, nếu như để cho Tú Neymar mà có được những khoảng trống thì luôn luôn là một mối nguy hiểm tiềm tàng dành cho cầu môn khung thành đối phương. Và vừa rồi khi mà Tú Neymar đã ngã xuống rồi, nhưng anh vẫn kịp đứng dậy để tung ra một cú đá phải nói là quá nhanh và quá nguy hiểm. 1-0. Bàn thắng san bằng tỷ số của Tú Neymar được ghi ở phút thứ 43 của trận đấu. Trong bóng đá thì luôn luôn là như vậy, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, và chủ nhà Vọng Nguyệt 2 đã phải nhận sự nghiệt ngã trong bóng đá. Ấm tại miền Bắc của chúng ta, nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống khoảng 15 đến 16 độ C mà thôi. Sút xa, không vào, phải nói rất nguy hiểm, đó là cú đá của Tú Neymar. Trận sút số 1 của Yên Lãng cho tới điểm hiện tại ở trên sân. Khi mà không có Dũng Neymar thì Tú Neymar đang đóng vai trò phải nói là rất quan trọng. Một mắt xích không thể thành. Để bóng ăn tận đây rồi, không vào. Vẫn chưa thể có bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-1 dành cho Vọng Nguyệt 2. Vừa rồi là một tình huống đẩy bóng phải nói là hơi non. Tú Neymar không có sai lầm, cũng đặt lòng. Dứt điểm chính xác. Cường Mai ủng hộ trong vòng. Hiếu Con chính xác. Những cú đá đều rất quyết. Văn Dân. Cú đá nhẹ nhưng cũng đủ độ khó để có thể. Ngông không có sai lầm. Liệu rằng hai đội. Không vào. Dứt điểm chính xác. Tỷ số bèn tạm thôi. Minh Hiếu vào chính xác. Tổng môn rồi. Việt Nam như vậy là. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào. Phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần. Tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.